dưới cái đường đang vào chùa Châu Thới các bạn, Châu Thới Bình Dương. Thì bên kia là bên chỗ này là đường đi bộ, tức là đường đi bằng những cái bậc đá ở phía bên này. Đó, đường lên thì đường lên. Còn ở đây là trước mặt ở đây là cái hồ, hồ ngày xưa là hồ cái thác đá. Ở quanh khu chùa Châu Thới này là khu khai thác đá ngầm dưới, khu khai thác lớn nhất Việt Nam này. Thì không có đá vôi lộ thiên mà là đá vôi ngầm bên dưới, là khai thác đào hầm sâu dưới để khai thác. Mặt hồ này trước cũng là khai thác đá thôi, chỉ có còn là cái núi Châu Thới là cao nhất ở cái vùng vùng đồng bằng Bình Dương, Sài Gòn. Bây giờ mình sẽ lên lên trên chùa, chạy xe lên chùa chứ mình không đi qua hang đá nữa. Mời các bạn đi tham quan của mình nhé. Đây là cái dốc lên chùa, dốc lên gần đến chùa. Dốc rất là cao, nếu mà đi xe máy là đi số 1 hoặc số 2 mới lên được. Đây là cổng trên trên chùa. Cổng rất là dốc mà lại lượn dốc. Ra đây ngắm cảnh một chút. Quanh đây rất nhiều hồ, cái xa xa như trong cái hồ đó. Đây là đều là những cái công trình khai thác đá để lại. Mình khai thác đá ở dưới mặt đất. Đá vôi phía trên. Nó cũng giống như là khu vực Quảng Ninh khai thác than với khai thác than ở dưới, chứ không phải khai thác than lộ thiên. Ví dụ như là Bắc Giang, Yên Thái Bắc Giang mình mới có công trình khai thác đá lộ thiên, à khai thác than lộ thiên, nó sẽ là khai thác trên núi. Phía bên kia là Bình Dương. Bình Dương mới có Hóc Môn, Thành Chí Minh. Đây là hướng quốc lộ 1.
đây các bạn thấy là công trình khai thác đá. Cái đá này bạn nhìn thấy nó gốc cao rồi thôi, nhưng không phải đâu, đây là dưới mặt đất luôn nhá, dưới lòng đất, bên trên là nhà dân chứ không phải là khai thác núi. Đây là dưới mặt đất này. Mộ này ở đây là bên trên này là cái đường đi bậc đá lên. Cái bậc đá này thì mình chưa xem thông tin là bao nhiêu bậc nữa, nhưng mà khá là cao và dốc, đường đá này rất là dốc. Thì đi trên cái đường bậc đá này sẽ dẫn tới cái tảng đá gọi là cái đá long mạch của núi Châu Thới, tảng đá rất là linh thiêng. Chút nữa có thể là mình cũng xuống đấy một chút. Không phải ngày rằm hay mùng 1 gì nhưng mà cũng khá là đông bà con đến thắp nhang. Mà thấy rất là đông. Đến thắp nhang và đến viếng cảnh rất là đông. Xây từ năm 1989. Đây là cái đường xuống, đường đi bộ xuống dưới tảng đá. Rất là đông rồi tới. Ở bên này thì khỉ rất là nhiều chứ. Quân viên. Đây là tháp, đây là tháp của Hòa Thượng. Hòa Thượng Minh Hạ Thiện. Tháp cho cốt của Hòa Thượng. Ở mẫu ở chùa Châu Thới này là vừa kết hợp giữa văn hóa thờ Phật và văn hóa thờ mẫu. Ở phía trong này là thờ mẫu rất nhiều công trình về thờ mẫu. Đây là mẫu. Thường là các núi thấy rồi là núi Bà Đen hoặc là số núi khác vậy này cũng là có văn hóa thờ mẫu. Mẫu Bình Dương này có một số cái chùa thờ mẫu rất nổi tiếng, ví dụ chùa Bà Bình Dương thờ mẫu rất nổi tiếng, bà con làm ăn thì hàng năm Tết là đều đến đấy để thắp nhang để cầu mong gia đạo bình an may mắn. Thờ mẫu rất nhiều. Đây là con cảnh phía trước lúc nãy là đứng ở dưới hồ các bạn. Cái hồ dưới lúc nãy mình đứng mình quay lên. Hồ đá, góc này làm đá. Hồ này bây giờ thì ngưng khai thác đá rồi. Bao nhiêu năm nay là cả chục năm nay là ngưng không khai thác đá ở đây nữa rồi.
còn đá bên kia là đá khai thác ở phía bên kia, còn cái hồ này là ngưng khai thác rồi để giữ lại cái quang cảnh của châu thới. Bên dưới này là khu dân cư. Lên cái chùa Châu Thớ này rất là dễ thôi. Nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh cứ chạy thẳng Phạm Văn Đầu, Phạm Văn Đồng, quốc lộ 1K là chạy thẳng một đường luôn, không phải rẽ đâu hết. Là gặp cái lần đầu mình đi không tìm hiểu, mình chạy vòng vòng sang quốc lộ 1K đi về phía Đồng Nai. Sau đó hỏi đường rồi quay lại. Lên đây ngắm cảnh rất là đẹp. Tượng Quan Thế Âm rất là lớn, rồng trang trí hình rồng khắp cái khu này, hai rồng ngựa bên kia cũng vậy. Đây là tượng Quan Thế Âm. Tượng Bồ Tát thứ hai bên kia một bức này. Ở đây thì có vẻ như kết hợp văn hóa của rất nhiều là văn hóa, cả văn hóa Chăm. Các bạn thấy cái đặc trưng của cái tháp Chăm. Bên dưới này trên là Quan Thế Âm, bên dưới là thờ mẫu. Bạn thấy không? Bên dưới. Đây cũng có cái hồ đá này, các đá rất nhiều, quanh khu vực này rất nhiều hồ đá. Đến cái khu làng đại học của Đức cũng rất nhiều hồ đá. Đây là đường lên, đường chạy xe lên, các bạn thấy dốc, đường rất là dốc và cua. Từ kia, từ chỗ hồ đi vòng, và cái xe đang lên. Ở đây khách du lịch người ta cũng đến đông. Ở đây là mấy khách Hàn Quốc. Cây này cây gì để chết rồi. Phật. Ngày thường nhưng mà còn khá là đông khách, lại chỉ là chủ nhật đông khách. Nếu mà Tết lên đây là đông, không có số đông nghẹt nữa. Thờ mẫu nhiều, đây là các thờ mẫu, thờ vị tiên, tiên cô, mà
mẫu, cái thờ mẫu. Thờ mẫu và thờ các bài vị. Ở trên này là điện Ngọc Hoàng, là thờ Ngọc Hoàng và xã Lợi của Phật. Mình vừa lên thì mình không quay. Cũng gần cái tảng đá rồi nhé. Tảng đá dưới rồi. Đi vài bậc được tới. Ở trên chùa xuống dưới này nó khoảng 2-3 chục bậc thang là tới tảng đá. Đây chính là tảng đá các bạn. Theo dân gian kể thì đá này là không di rời được. Rất là linh thiêng, coi như là long mạch vậy. Nhìn phía lộ thiên thì nó nhỏ nhỏ vậy thôi, có thể là ăn sâu dưới lòng đất mà không thể di rời được, coi như là long mạch của núi đó. Trên là bậc thang lên, đây là đường xuống. Quanh đây cây rất còn là nhiều. Còn thấy ra về cổng chùa rồi. Đây, còn thấy chùa Thới Thức. Cảm ơn các bạn đã cùng mình đồng hành khám phá núi Châu Thới nhé bạn. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Nếu mà có việc các bạn đến ghé thăm chùa, thắp nhang Phật hoặc là thắp nhang cho các mẫu